Người chuẩn bị giao bóng sẽ là Bùi Anh Thống, cầu thủ đã có được bàn thắng duy nhất cho Phù Đồng trong cuộc đối đầu với Cầu Bóng Đá Huế. Phù Đồng vẫn ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Trong khi đó thì sơ đồ của câu bộ Công an Nhân dân cũng khá tương đồng với Huế. Phù Đồng đá 4-2-3-1 và trận đấu hôm nay thì Phù Đồng đang chơi với đội hình 4-1-4-1. Vũ Đình Hải rất hay. Đình Hải không được cơ hội đầu tiên của trận đấu này và nó thuộc về cầu thủ trẻ Vũ Đình Hải. Một pha xử lý rất tự tin và quyết đoán của Đình Hải. Đình Hải cũng là một cầu thủ thuộc lứa sinh năm 2000 của lò đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội và cũng đang thi đấu cho Phù Đồng theo dạng cho mượn. Khổng Minh Gia Bảo. Rất nguy hiểm. Vừa rồi là siêu phẩm của Bùi Anh Thống. Một pha xử lý có thể nói là xuất thần của tiền đạo mang áo số 9 bên phía câu lạc bộ Phù Đồng. Bùi Anh Thống ghi bàn vào lưới của đội bóng cũ và anh đã không ăn mừng. Nhưng đó là một pha xử lý xuất sắc và cái chất lặng của huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh. Ngày hôm nay Công an Nhân dân đã thi đấu hơi hợt. Họ nhập cuộc trận đấu một cách nặng nề, chậm chạp và thiếu ý tưởng trong những tình huống lên bóng tấn công. Trong khi đó thì hàng phòng ngự đã lộ ra những sự sơ hở, đặc biệt là những khoảng trống phía trước các trung vệ. Cú đá trước đó của Vũ Đình Hải là một sự cảnh báo. Và vừa rồi tình huống ra chân của Bùi Anh Thống, chúng ta hãy cùng xem lại khoảnh khắc này. Một cú đá quá đẹp của Bùi Anh Thống. Cú đá vuốt bóng bằng chân trái, chân không thuận của Bùi Anh Thống nhưng bóng đi cực đẹp, bóng đi cao và sau đó thì quặp xuống trước sự bất lực của Đỗ Sĩ Huy, được lựa chọn ở các lứa tuổi U17, U19 và U21. Đây là câu trả lời của Vũ Tiến Long và cũng không hiểu điều gì đã xảy ra với hàng phòng ngự của Phù Đồng. Có cảm giác như là các cầu thủ cứ rẽ ra cho Vũ Tiến Long dẫn bóng một cách ung dung thoải mái, xông thẳng vào khu vực cấm địa của Phù Đồng và đối mặt với thủ thành Lê Quang Đại trực tiếp ghi bàn. Thực sự là không hiểu điều gì xảy ra. Sự ngơ ngác và bất lực của huấn luyện viên Quốc Bình. Không một hàng phòng ngự nào ở Việt Nam và thế giới lại thi đấu như trong tình huống vừa rồi. Thực sự là khó hiểu. Chúng ta hãy cùng xem lại vào bóng này. Các cầu thủ phòng ngự như Đinh Viết Lộc hay là Khổng Minh Gia Bảo thì cứ rẽ ra và nhường lại khoảng trống phía trước mặt cho Vũ Tiến Long. Và đương nhiên với một trung vệ chất lượng, một cầu thủ đã từng được lên đội tuyển U23 quốc gia, được tạo điều kiện thoải mái như thế thì đương nhiên là anh ấy sẽ xông vào, sẽ sấn vào và đưa ra những sự lựa chọn tốt nhất cho quyết định cuối cùng của mình. Rất khó hiểu. Vay sang Trọng Chí. Nỗ lực của Trọng Chí, quả tạt khá hay. Quá đẹp, bắt với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Phù Đồng. Và một lần nữa chúng ta thấy được sự sơ trong hệ thống phòng ngự của các cầu thủ Công an Nhân dân. Các cầu thủ hậu vệ biên Phùng Viết Trường đã quá hờ hững trong tình huống mà Văn Sang Trọng Chí đột phá và thực hiện quả tạt. Các trung vệ bên trong A Sơn và Nguyễn Hữu Anh Tài đã không ai kèm sát Văn Văn. Và Nguyễn Văn Văn là một cầu thủ nhỏ con nhưng nhanh nhạy và cực kỳ khéo léo. Một cầu thủ đã được đào tạo và trưởng thành trong môi trường đào tạo của Hoàng Gia Lai, đã có một pha xử lý cá nhân miễn chê, khống chế bóng bằng ngực và sau đó ngả người vô lê bằng chân trái, không có cơ hội dành cho Đỗ Sĩ Huy. Chúng ta cùng xem lại tình huống phối hợp này cực kỳ đẹp mắt. Lỗi thuộc về Anh Tài. Một lần nữa Anh Tài cho thấy được sự yếu kém trong việc phòng ngự cá nhân, chọn vị trí phòng ngự, phán đoán điểm rơi và kèm người. Còn với Văn Văn cho thấy được kỹ năng xử lý điêu luyện của một cầu thủ tấn công đang có chuỗi trận đấu ấn tượng với 5 trận thắng và 2 trận hòa.
Nhưng vừa rồi suýt nữa thì câu bộ Phù Đồng đã có được bàn thắng thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Một tình huống tấn công rất đơn giản và chỉ có hai cầu thủ áo xanh tham gia trong tình huống uy hiếp này. Nhưng suýt nữa thì bàn thắng đã được ghi từ tình huống chạm bóng của Văn Văn. Vào đây! Cú đá vượt qua hàng rào của Phù Đồng nhưng lại đi chạch cột. Tưởng chừng như bóng đã găm thẳng vào góc cao bên phía tay phải. Khung thành thủ môn Lê Quang Đại. Cú đá rất kín và Quang Đại cũng đã đứng nhìn. Nhưng bóng đã lượn quá nhiều về phía thứ hai rồi. Không được. Hai cầu thủ áo đỏ tranh chấp với nhau và họ đã để lỡ thời cơ. Và đây là vay sang trọng trí. Rất nguy hiểm. Đối bàn. 3-1 cho Phù Đồng và đó là dấu chấm hết cho Công an Nhân dân. Một tình huống phản công tuyệt vời của câu lạc bộ Phù Đồng với những bước chạy thần tốc của vay sang trọng trí. Trong một suất chủ hạng ở giải đấu năm nay và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Vanh Sang Trọng Trí đã tận dụng sai lầm của Lê Đức Lương tốt như thế nào và lướt đi như một cơn gió ở từ phần sân nhà của mình tới gần tới vạch 16m50 của đối phương và dứt điểm lạnh lùng hai cục thủ môn Đỗ Sĩ Huy trong thế 1-1.